cưới à? Váy gì mà để hở chân đi kia? Nguyễn Toàn chào mọi người nhé. Nay mình chia sẻ bữa cơm gia đình gồm có món thịt gà này, gà rang lá chanh rất ngon này. Và đây là thịt chó chấm với cả mắm tôm. Đây là cái này là cái nem chạo này. Và bát cà ghém. Này, bát cà này rất chi là ngon. Đấy. Cho mắm tôm. Nào anh chú kèn cái cho nào. Khí thế. Kèn cái. Mời mọi người nha. Bánh cuốn. Bánh cuốn chả. Đấy. Này có rất nhiều món. Bánh cuốn thì làm bánh cuốn sao? Đây bánh cuốn chứ phải bánh cuốn chả. Bánh cuốn. Xúc xích. Cuốn xúc xích. Ngon. Bánh cuốn ngon lắm. Thịt chó gói 50. Đấy quá ở đây ạ. Ra đâu. Này. Thịt chó gói 50 các bạn. Tuyệt vời luôn. Mời mọi người thưởng thức nhá. Đó. Rồi. Rồi chó này làm rất nhiều ngon này. Ăn nó thơm, nó nướng quá ngon. Cơm thì chó này, cầm bụng, cầm bị vấn đề. Đây, đũa, bát, bát. Chà, bánh cuốn, thịt chó, nem, thịt gà. Nem. Đây. Chí nó xuống cái đường. Để được thôi, nắm xuống hết rồi. Chấm. Quả này. Thịt cũng ngon này. Thịt lên chợ sang, nó mới vẽ. Quá tuyệt vời luôn. Ở đây đắt lắm. Nó Xuân làm đêm à? Chị Mai mới về à? Dồn là xích thằng mà tao không không nghi ngoài xích thì lấy đâu ra nghi ngoài. Mà
Mẹ ơi, cà trắng nhỉ? Ừ, cà ngon lắm. Mai mua vịt đi. Nào mua con vịt bầu thì to. Đánh với bát thịt canh vịt ăn ngon. Làm hai con. Mua vịt hãm đánh. Mai chị mai đưa. Đánh mà khay. Thoải mái. Mai có thể được nghỉ à? Thì cái vịt ăn ngon lắm. Mình thích ăn bánh cuốn. Cuốn ngon. Ngon, cuốn ngon. Cơm. Ngon lắm. Nó sung cho nó để dài nha. Lá sung này, to như bàn tay luôn. Đúng như bàn tay mọi người ạ. Này gói mà gói thì quá thoải mái luôn. Gói mấy cái nem chảo này. Một ná là vừa này. Nếu mà gọn ná bé thì mình gói phải hai ná, ba ná. Ná to thì đúng một gói. Một phát luôn. Đấy, rất chi là gọn này các bạn. Chấm mới là ăn là thế thôi, đơn giản thôi. Ngon, tuyệt vời luôn. Mời mọi người nhé. Cùng mồm tuyệt vời mặt trời, tuyệt vời mặt trời. Cá mơ này là mình chỉ gói với cả thịt chó là nó hợp. Chó này nó có nửa chả này, nửa mỡ này. Đấy là các bạn là ăn nó ngon. Nó tùy từng quán và tùy từng con. Nó gặp phải con chó nào nó ngon thì vẫn ngon. Chấm với cả mắm tôm này các bạn nhé. Quá tuyệt vời luôn. Ngon tuyệt vời. Đi gà với cà. Nồng à, đây là rồi, miếng này miếng rồi các bạn à, rất ngon. Nó bỏ đấy ăn không ăn. Nó được ăn thôi, ăn thì thế thôi. Mày ơi, đậm chỗ rồi. Mày ơi, nó bán rẻ mà ngon. Chó này rất là ngon. Nó tùy từng quán đó các bạn. Có quán người ta bán rất là đắt, có quán người ta bán phù hợp. Mua 100.000 thôi là em bán 100.000. Em bán có sao nhiều. 100.000 đĩa to vật vã. Bên thịt gà. Đây là thịt gà này các bạn. Gà này nhà nuôi thì mình cho rang. Ăn rất là chất lượng luôn. Làm lá chanh à, nó thơm nữa các bạn. Hãy
Dạ. Em không, em 1 tháng 5 thì. 1 tháng 5. Hai công ty cho mấy trăm? Đây. Mấy trăm? Vẫn là một lòng liên hoan không mấy trăm đô, ok, 300 ngon tuyệt vời đấy các bạn, công đoàn cho công ty ngại rất lớn, em thao em nói lại ngon tuyệt vời luôn, thịt gà giá nó chảy ra rất thơm các bạn, thơm lắm, nó ngậy. Thôi, video của Lê Toàn có thời lượng, mình xin tạm dừng video đây. Hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo. Nhớ đăng ký ủng hộ cho Lê Toàn để mình ra được những video tốt nhất. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Thank you.